Xin chào quý anh chị cô chú quay trở lại kênh Phước Phú. Hôm nay em đi mua cái linh kiện của điện thoại iPhone 11 tặng kèm khách. Thời gian đấy em cũng bán nhiều điện thoại thì em vi phạm cũng săn một số điện thoại rẻ hơn chút so với cái giá mà người ta bán ở quán. Thì nhân tiện này em đi review cho quý vị anh chị cô chú xem mấy mẫu luôn. Đây người ta bán tầm nào để quý vị anh chị cô chú có thể tham khảo giá so với những con em bán. Cái tên là một con iPhone 13 Pro 512GB này. Cái này thì có giá tầm 30 triệu. Con này thì là sim quốc tế. Máy cũ đây quý vị nhá. Bên này là 12 Pro này. 256GB này. Con này thì cũng gần 25 triệu, sim free, sim quốc tế. Đấy thì đây là mấy con máy đắt, còn máy rẻ thì một chút thì còn đây. iPhone SE 256GB này, hệ thứ 3 là pin 98%. Giá 71 khoảng tầm 13 triệu. SE lên 64GB đỏ tiếp, cũng rẻ hơn. Thì con này không phải pin, pin 100% quý vị này. Đấy, thì con này thì nó không phải là sim quốc tế mà sim lock, họ không quy giới hạn của cái nhà mạng nào. Tuy nhiên thì cái giá là mân ba tầm 7 triệu hơn nhá. Bên này là Pro Max 1 TB này, điều anh có hỏi này, thì có giá hơi đắt chút, 20 man tầm 38 triệu gì đó. Wow, đắt thế. iPhone tầm 36 triệu đó. Khá chát này. Cũng không đến giờ thì đối với thời điểm hiện tại là 20 man 35 triệu đó. 105 triệu gì đó. 1 TB nha quý vị nhá. Nhà mạng AU chứ không phải là nhà mạng quốc tế đó. AU. Bên này thì mấy dòng đời cũ iPhone 8 thì nó tương đương khoảng tầm 3 triệu Việt Nam đồng, bên này chưa cước đến hơn một chút. Thì iPhone 7 thì nó rẻ hơn 32GB này. iPhone 7 Plus 32GB khoảng tầm 3 triệu 8 gì đó. Bên này thì mấy con iPhone 7 thì nó rẻ này, tầm 3 triệu rưỡi đó. 3 triệu 3 triệu rưỡi đó là có thể mua được rồi. Máy quốc tế hoặc là máy mở khóa hoặc là máy nhà mạng. Giá dao động từ 3 triệu đồng gì đó. Nói là iPhone X thì giá trung bình nó là tầm 5 triệu rưỡi đến 6 triệu iPhone X. Đấy, thì trên là dòng iPhone X và XS 256GB, 64GB chênh lệch khoảng tầm 1 triệu 800.000 gì đó, 800.000 đến 1 triệu gì đó. XS 32GB, 64GB thì tầm khoảng tầm 6 triệu mấy đó. Tại quán nha quý vị nhé. XS 256GB đắt hơn tầm 7 triệu rưỡi 8 triệu. Còn phía dưới thì cũng là iPhone 7. Đây có iPhone 11 này. Em gần đây em hay bán iPhone 11. 11 và XR là to bằng nhau luôn. 11 64GB thì giá ở đây người ta bán tầm 9 triệu hơn chút ở quán. Còn máy em bán ở Việt Nam tầm 7 triệu rưỡi. Tất nhiên là máy người ta mua ở quán thì người ta không bảo hành cao hơn chẳng hạn, hoặc là người ta có cái chế độ nó ok hơn chút, vì quán thì bây giờ nó cao hơn. Em thì em mua của những người qua tay bên Nhật thôi, hoặc là các shop các bạn online bên Nhật đấy, của Nhật thì bạn thì sẽ rẻ hơn các shop có cửa hàng đồ cũ này. XR thì có giá tầm 5 triệu rưỡi quý vị này, đến tầm 6 triệu rưỡi 7 triệu là đối với XR 64GB 256GB. XS Max vẫn còn đắt lắm nha, XS Max vẫn còn tầm 9 triệu rưỡi. 11 thì đấy tầm 9 triệu rưỡi đó. SE tầm 5 triệu. Đấy, là mấy dòng iPhone Android. Android thì nhiều lắm. Xperia 10 này. Giá tầm 4 triệu mấy 5 triệu. Galaxy A41 tầm 3 chưa đầy 3 triệu, 3 triệu mấy. Máy là máy nhà mạng UQ
Đấy, những cái máy mà có logo UQ, Rocomo, RAU thì là máy nhà mạng quý vị. Đây là máy nhà mạng hết. Này. Đây là máy này có logo Shopbank rồi AU và UQ thì là máy nhà mạng hết. Giá nó sẽ đại hơn một chút xíu. Nếu mà con Xperia XZ, X1, X2, Z1, Z2, Samsung Galaxy S8 vẫn gần tầm 2 triệu mấy này. 64GB bản AU. Cái này là XZ này. XZ3 này, mấy điện thoại gập này. RAW sáp này. Galaxy A30 thì bán giá tầm 2 triệu. Máy nhà mạng AU. Symphony có con Huawei P30 Elite này thì cũng giá 3 triệu. Hơn chút, em đang dùng P30 Mate Elite thì rẻ hơn. Tầm trước em mua tầm 2 triệu, bây giờ chỗ mấy. Đấy thì là mấy con Android. Bên đây là máy tính bảng của Apple này. Bạn thì nhiều anh chị có quan tâm. iPad Pro 11 inch. Đây thứ hai 128GB. Bạn Wi-Fi cũng có giá tầm 15 triệu, rất là đắt. Đây, hai con này thì cũng là iPad 11 Pro. Đây là iPad 11 Pro đen 6.64 này là chưa thuế là 7.1 là 13 triệu. 256GB. Bạn Wi-Fi nha quý vị. Đây là con Docomo nhà mạng. Trên này là một tablet Wi-Fi tiếp. iPad 11 inch. iPad Pro 11 inch. Đấy, cũng giá tầm 15 triệu. Ở đây thì iPad Pro 12.9 inch. 13 inch nhá. 256GB thì có giá tầm 19 triệu. Mạng Wi-Fi thôi. Rất là đắt. Đây đa số bạn Wi-Fi. iPad 10 Pro 10 inch thì tầm 8 triệu. iPad Pro 50.5 inch. Cái này cũng tầm 7 triệu mấy, cũ hơn chút. 64GB thì rẻ hơn cái con 256GB tầm 800.000. Bên này iPad Pro 9.7 inch giá tầm 5 triệu. Bạn là bạn Wi-Fi. Đấy, thì bên này là mấy con tablet 9.7 inch, iPad và Wi-Fi hết, tất cả đây là Wi-Fi. Giá thì tầm 3 triệu đến 7 triệu. Đây là mấy con iPad mini 7.9 inch của AU này. Docomo này thì còn giá tầm 4 triệu, 3 triệu 8, 4 triệu đấy ạ. Rẻ nhất là rơi vào tầm 3 triệu một con 9.7 inch. Này có Docomo này. Hệ thứ 3 nha quý vị nha. Thế này thì mấy con pad của Android Acer. Acer này thì Acer này thì nó cũng là bảng Wi-Fi 2014 giá 1,5 triệu. Cái này thì mấy con của Memo Acer hết. Lenovo thì tầm 3,5 triệu. Đây thì đây có mấy con linh kiện, mấy con máy iPhone và iPad. Quay quý vị anh chị có chú coi thì em xin kết thúc video, sang mua vài hàng và về nghỉ chỉ ngủ chỉ chiều đi làm tiếp. iPad Pro, iPod Pro 2021 2021 có giá 1 mang thì là cũng gần 2 triệu mấy. Đấy, thì em xin kết thúc video và hẹn gặp lại quý vị anh chị các video sau. Đây thì có nhiều đồ băng đĩa này, rồi linh kiện điện thoại, tivi, game nhiều lắm. Này cục sạc này, sạc đắt lắm quý vị, sạc đây toàn là 200.000 một cái dây này, 170.000 tầm cái dây ấy. Dùng thì nó cũng tốt. Rồi đấy có đĩa này, đĩa CD này, rồi cắm điện cứ có băng có luôn á, đĩa đồ cũ nhớ, dây sạc. Bên kia thì bánh kẹo đồ ăn, đây thì đồ tai nghe nè, tai nghe này. Tai nghe TV, rất nhiều loại tai nghe luôn, dây rồi bluetooth rồi thứ đầy đủ hết. Bên này có game, còn đến game đồ ô tô, TV,
Đấy, đây em xin chào, hẹn gặp lại video lần sau ạ.